Gấu Bắc của mẹ ra rồi hả? Ôi rồi. Con đừng bóc của mẹ ra nữa nha. Gấu. Không bóc lọ đấy nữa con. Không bóc lọ này nữa. Lọ này cắt đi cho mẹ thôi, không bóc nữa. Mẹ cắt cái này đi. Em đi chơi với nha. Đó, em chơi rồi tí nữa lau cho mẹ nha. À tí lau cho mẹ cái nhà nhá. Gấu con quay tay kia nào. Hả? Để làm cho con ăn nhé. Tiêu ăn không? Này, đây này, đây nó nhỏ này. Nhưng mà đang sống đấy. Này, cá ti này. Ti. Ủa sao ti làm rớt rồi? Đây của con đây. Nè, con ăn đi. Ăn thích chơi đấy à? Thế để đây tí con ăn nha. Tí hay là gấu lau nhà cho mẹ nào? À con hả? Con giúp mẹ nha. Cho con lại lấy cái đấy con đạp. Đó, xong. Rồi để mẹ đi rửa để mẹ chiên ra nhá. Đây, hai chị em ngồi đây chơi nhá. Con ngồi đây chơi này. Ngồi đây chơi với chị để mẹ đi rửa qua để mẹ chiên ra nhá. Chiên cho con ăn nhé. Thích ăn khoai tây chiên đúng không? Đi đi cũng thích ăn đúng không? Con ngồi yên, con ngồi yên. Con không ăn à? Đây. Đúng, đúng rồi đây, cầm cái này chờ mẹ nha. Chiên nhiều cho con ăn nhé. Nó thích ăn khoai tây chiên nhất đi nhỏ. Thì kia thích ăn không? À, từ từ nhé con nha. Đó. Có thì ngồi yên con, bỏng ấy con. Nào nào nào, không không bị được nhá. Thơm nhỏ. Rồi con ngồi con cầm đĩa cho mẹ, kêu mẹ một tí nha. Ngon, ơi là ngon. Đấy mày bỏ mấy miếng khoai lang nó giòn, à, nó vàng chưa? Ăn được rồi. Đi chờ mẹ một tí nữa thôi nha. Đó, khoai lang chín rồi, đợi khoai tây một tí nha. Tí tí mút tay. Ngon chưa?
Giấu như kia con. Chờ mẹ một tí nha, gần xong rồi. Ủa Ti Ti ơi, con ngủ à? Con ngủ quá hả? Chờ mẹ lâu hả? Chứ để mẹ tắt bếp rồi mẹ cho em đi ngủ nhá. Rồi, mẹ cho em đi ngủ nhá. Ôi, chung chưa? Đi ngủ nhá. Thôi con ngủ đi. Chờ mẹ để đấy được thế nào. Ôi, ngồi chờ mẹ ngủ quá hả con? Mẹ cho em đi ngủ rồi. Mẹ lại. Dậy rồi hả? Thế để mẹ đi lấy khoai cho em ăn nha, để lấy khoai tây em ăn nha. Mất công em chờ nãy giờ nha. Đi, con đây con. Đi. Sao vậy? Không muốn dậy à? Em nằm đây chờ một tí rồi mẹ đem khoai tây lại đây cho con ăn nhé. À không chờ hả? Rồi, thế nha. Đi lấy khoai tây ăn nhé. Ngon không? Này, nấu lên ngon không? Thơm quá, ngon quá, đi đi. Này, đây ta ngồi đây ta ăn nhá. Ui, này à, em đi đi chờ mẹ vào buồn ngủ luôn. Đi ngủ được một giấc dậy luôn. Hey. Đó, của con này. Xem nào, mẹ xem nguội chưa nào. Từ từ, cái này đang nóng, cái này đang hơi nóng. Đây này. Này, con cầm đấy. Con cầm đi, con cầm cho mẹ. Gấu xong ngậm vào miệng đấy con, đây cọ tít tít đây con, hơi nóng quá con ạ. Đây, nguội rồi, đây con ăn đi, giỏi quá nhỉ, giỏi lắm, nhanh 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 nhanh, ngon không con? Ngon nhỉ? Ăn hết mẹ lấy tiếp nhá. Đi ăn ngon không? Công chờ đi ngủ được giấc nhỉ? Quá, sao con làm nữa? Này. Nè con cầm con ăn đi.